Xin mến chào tất cả anh em. Thì hôm nay em làm video là theo yêu cầu của một bác khách nhé. Bác muốn mua của bên em một cục đẩy 3 kênh F3120. Thì nhân đây em cũng làm video để cho anh em nghe cái chất âm của cục đẩy này. Thì với cục đẩy này thì anh em có thể chơi đó, kênh 1, kênh 2. Anh em mỗi kênh chơi được một quả bát 40 anh em nhé. Hoặc chúng ta hai kênh này anh em chơi một cặp bát 30 đó. Còn kênh 3 này là để cho anh em chơi súp anh em nhé. Đấy, một quả súp đơn 50 hoặc chúng ta có thể chơi được quả súp kép, công suất rất là lớn, 600 đúng không ạ, 600 và 1200W đó. Với cục đẩy này thì nó cho ra công suất là mỗi kênh là 600W, ngoại trừ kênh 3 là 1200W thì nó còn chạy mạch class H nữa anh em nhé, mạch class H so LGV kép đó, và chất âm của nó cho ra rất là sáng tiếng đúng không ạ. Riêng kênh 1 đấy, kênh A, kênh B này thì nó lên tới 28 sò đấy. Còn kênh 3 này đó, đấy, kênh C này thì nó là 22 sò anh em nhé. Đó, 22 sò đấy. Nó rất là chất lượng. Về size con này thì nó cũng tầm ngoài 50, tầm 52cm anh em nhé. Đó, chiều sâu đấy ạ, tầm 50-52cm. Đó, mặt màu đen, rất là đẹp đúng không ạ. Đó, con này thì bên em cũng bán rất nhiều rồi. Với cục đẩy này thì anh em chơi trong gia đình rất là phù hợp. Đó, rất là phù hợp. Chơi full rồi chơi súp là rất là ok. Không để anh em chờ lâu nữa thì em sẽ test chất âm của cục đẩy này. Test chất âm này thì em dùng một con lưng tiếng DBX2 EX3000 Plus anh em nhé. Một con lưng tiếng rẻ tiền thôi. Đó, để em chơi full và sẽ cắt súp cho anh em nghe. Đó, trước tiên em sẽ cho anh em nghe một cái bản nhạc đi mic trước đó. Có uy lực đúng không ạ? Kênh 1 này, kênh 2 này, tiếng rất là chắc anh em nhá, rất là căng tròn, tiếng bass rất sâu anh em nghe không ạ? Quá phê đúng không ạ? Ở đây thì em đang chơi với một cặp loa giá 8 triệu V12 của LX Acoustic. Cặp loa này sơn sần cát rất đẹp anh em nhé. Đó, cho em xem mặt đằng sau đây. Đang chơi một cặp loa bass 30 thôi ạ. Đó, một cặp bát 30 anh em nhé. V12 đúng không? Mở tiếng súp lên cho anh em nghe này. Đó, kênh 3 mở súp nhá. Đó, anh rung biết nhà luôn. Anh em thấy ạ? Em đang chơi một con súp 50 này anh em nhá. Đó, đang chơi một con súp 50 này. Anh rất là bạo lực, đang mở rất nhỏ thôi. Chưa đến 12 giờ anh em nhá. Đó. Và đây, phần cắt súp đây của con cốt. À, cái này riêng cái con lưng tiếng này nó cắt rất sâu anh em nhé, nó cắt từ 40Hz cho đến 220Hz anh em thấy không ạ, cắt rất là sâu đó, từ 40Hz đến 220Hz đó, sẽ tăng tí full lên nhé. Nó rất là lực đúng không ạ. Thank you.
là hay đúng không ạ? Cục đẩy này thì anh em chơi trong gia đình rất là ok đúng không ạ? Chúng ta để chúng ta chơi một cặp bát 30 hoặc một cặp bát 40 cộng thêm một con súp đơn 50 nữa thì bao uy lực cho anh em. Chất âm ra rất là sáng tiếng. Đó, tiếng súp ra rất là lực anh em nhé. Anh em nào không muốn chơi súp thì riêng kênh 3 này anh em vẫn có thể kết nối được một cặp bát 40 anh em nhé. Đó, một kênh 3 này anh em phải kết nối được một cặp bát 40 rồi. Đó. Đó rất là khủng đúng không ạ? Và em sẽ mở một bài nhạc hải ngoại cho anh em nghe. Giờ với cục đẩy này thì bên em đang bán với giá là 7.200.000 đồng. Đó, 7.200.000 đồng. Anh em có thể chơi được một cặp súp 40, một cặp full 40 và một con súp đơn hoặc một súp kép 50 anh em nhé. Rất là hay. Ok đúng không ạ? Quá ok luôn. Đó, cho anh em xem kết nối này. Đây là đường súp anh em nhé. Đó, đường súp đây. Em kết nối xuống kênh 3. Đó, còn đâu hai đường full. Có hai đường full này thì em cũng kết nối xuống cổng A cổng B anh em nhé. A và B. Đó, đây là hai dây ra loa. Đây là dây súp anh em nhé. Với cục đẩy này anh em mua về thì không phải suy nghĩ, chất âm thì rất là hay rồi, độ bền này rất là cao anh em nhé. Hàng chính hãng của LX Acoustic thì giá cục đẩy này bên em đang bán với giá là 7.200.000 đồng. Đó, bảo hành cho anh em lên tới 12 tháng. Đó, mặt rất là đẹp đúng không ạ? Thì anh em xem video thấy hay nhớ like và cho em xin một đăng ký kênh. Bác nào muốn mua hàng hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.